Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, hiện tại Khắc Long đang có mặt tại nhà bé Thảo và hỏi thăm sức khỏe của Thảo và nghe Thảo hát những ca khúc hay nhất của mình gửi tới các cô chú anh chị. À, bé sữa. Cái thao người ta vậy mà đổ ra được hay thiệt á. Sao thì cứ bưng ra đằng trước quậy. Nó để dưới vô động. Ồ. Nó quậy mới tốt à. Ôi giời ơi, nước nước Thảo à. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái đồ lao mày. Nhỏ té. Mẹ cuộc ở chợ. Ấy. Quậy ra. Quý vị thấy giờ Thảo rất là giỏi nha. Bé sữa là quậy đổ hết hoa quả, đổ nước ra ngoài là Thảo đó. Dọn hoa quả đi rồi lấy giả lau, lau sạch nhà cửa này. Rất là mừng cho bé Thảo. Vâng, hôm nay là ngày Thảo đi tái khám, nhưng giờ này là chị chưa đến đón, chắc vào chiều nay mới đi. Vâng. Khắc Long mến chào các cô chú chị đang xem kênh Khắc Long TV. Vâng, hiện tại đây Khắc Long đang chưa có mặt tại nhà bé Thảo để vào hỏi thăm sức khỏe bé Thảo như nào. Vâng, Khắc Long xin mời các cô chú anh chị hãy đồng hành cùng Khắc Long để vào hỏi thăm sức khỏe Thảo và cùng gia đình nhé. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại đây ngoài trời là đang mưa rất là to. May quá Long vừa đi đến thì mới mưa. Con chào cô. Thì dạ, mấy bữa nay vâng mấy bữa nay cộng đồng mạng cũng được biết về sức khỏe của Thảo thì cũng được gia đình đi khám và được về ống thuốc chữa tại nhà. Dạ. Sức khỏe của Thảo là cũng được tốt hơn nhiều, đúng không? Dạ. Cũng được 40-50% rất là mừng. Các cô chú anh chị trên mạng và các mạnh thường quân cũng mừng cho Thảo và cho gia đình. Dạ. Thì hôm nay cho con hỏi chút là mấy bữa nay Thảo đỡ rồi thì Thảo có phụ giúp rồi đặt cho cô cái gì không? Trời ơi, thì nó khỏe vậy tôi cũng mừng rồi, mà nhưng chưa có làm gì được chân á. Nấu ăn, nấu uống gì tôi lo hết, quần áo gì tôi giặt hết vậy. Chỉ là biết nó khỏe vậy là mừng rồi. Tại vì đầu mới quá, mới có được có 1 tháng rồi. Để từ đây tới Tết rồi. Vậy hàng ngày Thảo là có cho bé sữa là uống sữa hay là... Không, cũng được chồng, cũng được bồng đi tới đi lui chân. Và cũng bồng lâu lắm thì Thảo là có đánh con đó. Không. Có trẻ con đó. Hết rồi. Bữa nay sớm ghiền rồi, người ta cũng nói là khỏe nhiều lắm rồi. Cũng hàng đêm là không còn ra ngoài ban công hát. Ngủ ngon lắm, ngủ gáy kho kho luôn á. Thế là mừng quá rồi. Dạ. Cũng mong sao là Thảo là... Ở sớm này người ta thấy nó khỏe thì người ta cũng mừng. Người ta kêu là đi khám cho nó đủ định kỳ, cho nó đừng có hút ngày thuốc của nó. Dạ. Như là vừa hết liền là đem đi khám liền. Dạ. Thì theo con đã biết thì Thảo cũng khám bệnh cách đây cũng tầm 1 tháng rồi đúng không? 1 tháng rồi nè. Dạ. Thì mà sớm mơ giờ chắc được cho ảnh nó kẹt cái gì á, nó chưa về được. Dạ. Vậy là chứ là bữa nay là chở đi rồi. Và bữa nay là chở Thảo đi tái khám. Dạ. Vâng. Mơ giờ mặc đồ ra trong ngóng ngoài nè chưa thấy. Thế tình hình sức khỏe của cô thì mấy bữa nay thì thế nào? Sức khỏe của tôi thì nhẹp vậy đó. À, nhức mỏi hoài chứ ơi. Đó mới hồi nãy đắp rồi, đắp ta chỉ cái gì thì làm cái nấy vậy đó. Rồi thuốc rồi cũng uống hoài mà nó cũng không hết. Nó cũng cần nhức hoài vậy đó. Còn cái biếu cổ của cô thì từ bữa hôm cháu đến nói chuyện với cô đến giờ thì cô đã đi khám rồi nào chưa? Trời ơi, có đi khám gì đâu chú Long ơi. Thì nó có bị thường bình thường bây giờ nó có đau hay nó có khó chịu này kia không? Có lúc nó làm như cái gì á, tim tôi nó làm như nhói mình mằn mệt à. Không phải là nhói. Nó nhói. Đấy là do bị tim hay là bị biếu cổ? Bu cổ rồi bây giờ nó tầm lum hết. Trước giờ tôi đâu có bị bệnh bao tử gì đâu, giờ nó cũng bao tử, nó cũng hành, cũng uống thuốc tầm lum hết trơn, giờ không biết cái gì nữa. Lý do vì sao thì cô không đi khám cái cổ đi. Cháu thấy nó sưng to mà. Lý do gì chú ơi, hỏi gì chứ trong nhà tùm lum hết trơn.
rồi con không có khả năng, chứ không có lý do gì hết trơn, rồi lo cho con cho cháu này nữa rồi đau mình nữa. Nó đi làm được thì tôi coi con cho nó, còn nó đi làm không được thì nó giữ con, tôi cũng vẫn đi bình thường. Nhân đây cháu cũng mong rằng cộng đồng mạng nếu mà có biết hoàn cảnh của cô, biết bệnh tật của cô thì mong rằng các mạnh thường quân trong và ngoài nước trên cộng đồng mạng xem kênh Khắc Long này, kênh anh Xuân Dũng thì nếu có điều kiện để hỗ trợ giúp đỡ cô để cô đi khám chữa cái biếu cổ, đây gọi là biếu cổ đúng không? Hay là dạ biếu cổ với dạ. Nó nhức lưng gì tầm lum hết không biết cái gì. Dạ, giờ cổ, uống biết cổ. cái gì. Chắc có biếu cổ đúng không? Biếu cổ sưng to này. Mà cũng uống thuốc nam dữ lắm, ta chỉ cái gì cũng uống hết mà cũng không hết. Dạ. Cô nghĩa là cô cũng đi khám ngoài đúng không? Cũng gọi là mua thuốc. Không. Thuốc nam không có khám ở ngoài gì chứ, không như mình biết cái cây gì thuốc nam mà người ta nói chỉ mà mình uống nó xẹp nó bớt gì đó. Mà mình cũng uống nữa mà uống nó cũng không nhầm. Nhưng mà mình phải nếu phải thế thì cô phải đi bệnh viện cô khám là biết đây là cái bệnh gì. Dạ. Đúng không? Cái gì tuyến giáp hay là biếu cổ hay là cái gì đó, đúng không? Phải đi khám thì biết được bệnh này. Đi khám mới biết mà giờ mình không có khám mà tại chỉ cái gì thì mình làm theo cái đó vậy đó. Đấy, vậy cho nên là cô uống nó không đỡ rồi cái chỗ đó. Dạ. Thôi đừng quá đó chú Quýnh. Mấy bữa nay thì bé sữa thế nào cô? Nó cũng ngủ khỏe. Dạ. Trời mắc cái gì hai ba bữa nay à. Mới có 2 giờ nó thức nó quậy cho tới 4 5 giờ sáng hai bữa tôi cũng đừ với nó luôn. Ừ. Nó ốm à? Liếm nó không có ốm mà nó quậy gì đó. Nó quậy 2 3 giờ sáng luôn. Ờ nó thức nó giỡn vậy đó. Dạ. Bữa nay là không thấy bột chân nữa rồi. À, nó mới ngủ được chút đó là chú lại đó. À, dạ. Nó thức hoài đưa nó mấy lần nó mới được ngủ. Dạ. Nhưng mà được cái là bé cũng ngoan. Dạ. Ngoan và ăn giỏi lắm. Dạ. Nè ra. Ê. Hello. Hello, mâm 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 nè. Kè, ngoại dắt đi ra con ngỏng nè. Đó, không ăn nó quậy dữ lắm á. Anh thấy giờ là bá rồi. Ngỏng á, ngỏng kìa. Thấy chưa? Đi ra ngỏng. Mâm đi ra ngỏng nha con. Giỏi nha. Giỏi đi ngỏng nha. Khều cái khăn đưa qua tôi. Nó mà đút nhỏ quá. Này không ăn là nó bỏ hả? Tôi phải dụ đi đầu này đầu kia đút nó ăn. Dạ. Nó ăn lẹ lắm, đi ra hai ngỗng nó ăn lẹ lắm. Ai ra ngoài quán là đường rồi đúng không? Đâu. Đi ra tuốt ngoài đường luôn, đi lại tới cái chỗ người ta nuôi gà vịt đặng. Đi ra ngoài nghe ngỗng kêu là nó ăn dữ lắm. Dạ chú quán kìa. Wow, bà xưa, bà xưa ngoan nha, bà ăn giỏi nha. Dạ đi, à đi. Đi vậy. Sáng mà tôi để lên cái xe ở đây nè, tôi đút nó một chén cháo cái tiếng đồng hồ. Thường ngày đi tiền tá sữa bỉm thì là ai là lo là bé sữa à? Thì ở trong nhà này lo chứ ai đâu lo. Cô thì không thể làm, cô ở nhà trông thì ai là người kiếm tiền. Thì cũng như ví dụ không có tôi đi làm thì ổng đi làm có mình ơn ổng vậy đó. Rồi với tiền của Mạnh Thường Quân đồ cho đắp vô, đắp qua, đắp lợi vậy đó. Chứ đâu có dư được cái gì, đâu có tiền gì đâu. Rồi ăn uống gì tùm lum hết trơn đó. Mỗi một tháng thì bé sữa là chi tiêu bao nhiêu tiền? Chà, mỗi tháng nó chắc cũng 2 triệu mấy, 3 triệu đó. Chưa tính tiền này nè. Rồi như mua cái này kia cho nó ăn đó, sữa non đồ đút cho nó thêm á. Một ấy gì nó bốn được 4 hũ mà 50 ngàn. 4 mấy ngàn, 50 ngàn. Cái gì? Cái sữa non á. Làm như da ua mình vậy đó mà không phải da ua. Cái đó người ta nói có chất bổ. Còn đâu thường ngày này cháo là cô nấu đó, cô đi mua đó. Cái này mua. Mua. Dạ. Tôi nấu ở nhà bữa hổm nó ăn nó ngán hoài tôi không nấu, tôi nói thôi ông mua. Mua là mấy chục nghìn một cây bán này. Tôi nói thôi giờ ông mua ngoài chợ đi, nấu ở nhà rồi nó không ăn. Dạ. Bỏ không vậy. Tôi nấu mấy cử rồi đó. Nhưng mà mua là chi phí hơi cao lắm.
mua như 1 tỷ 30 thì ăn được 3 lần. 3 lần là 30 một ngày. 30 một ngày, nếu mà ngày 30 thì một tháng cũng mất 900.000 à. Đó, nếu tính ra nó cháo. Là còn tiền là sữa thì mất bao tiền một tháng. Sữa này nó uống tháng chắc cỡ nó uống ít. Tháng cũng 2-3 thùng đó. 2-3 thùng à? Ừ, nó uống ít đó. 2-3 thùng, một thùng là 300 mấy đó. Có. Thùng này 500 mấy lần á chú. Nè. Thùng đó đó. Còn chú Long thôi, là cũng là thùng nhỏ. Bữa chú Long mua là thùng nhỏ nè, nè cái hộp đó nè. Đợt trước con thấy nó uống thùng nhỏ mà. Dạ, nè. Đợt này là uống thùng lớn à. À, gan lớn. Không, hồi trước giờ nó uống gì không à. Rồi bữa hổm chú Long cho mấy thùng nhỏ đó. Vậy uống cũng nhiều hết rồi nha. Nó uống cũng nhanh hết lắm. Một thùng này là uống được bao nhiêu lâu? Mấy tuần? Thùng này nó uống 2 tuần á. 2 tuần, một tháng là mất 2 thùng là cũng mất 1 triệu tiền sữa rồi, hơn 1 triệu nữa rồi. Là 2 triệu rồi. Rồi từng tả. Tả là bao tiền đó? Tả một bịch như vậy là 300 mấy đó. Một tháng gì chắc cũng phải 3 bịch đó. Tháng 3 bịch nữa, là 1 triệu tiền tả đó. Trời ơi, tùm lum hết trơn á chú ơi. Căng như vậy một ngày là mất 100.000. Bởi vì nít nó tốn tiền vậy lắm. Chứ người lớn mình không đâu có tốn tiền gì đâu. Bữa nào xem một con cái làm mà nó phụ giúp gia đình một thì chú lâu lâu gom như... tiền để đi khám cái biếu cổ lại đi. Lâu lâu ví dụ mà nó có tiền dư thì nó cho cháu nó thùng sữa vậy là mừng rồi. Chứ nó cho tiền nhà tiền đồ mình đâu có dám hỏi con cái gì đâu. Đưa lớn đấy đúng không? Dạ, cái chị của nhỏ này nè. Nó cũng làm nó lo phận nó chứ. Ê. Ở đây con. Chết. Đó, ủa nữa nó. Thôi mấy cái đồ này lại mà. Hơ ra. Cho gió vũ cho khô coi, nãy mưa tạt ướt trơn rồi. Nè, mắm đi. Vâng, phải đi. Hôm nay cháu đến hỏi thăm sức khỏe của gia đình cô chú, hỏi thăm bé sữa thế nào. Dạ. Thì có một mạnh thường quân ở ngoài Bắc tên là Đinh Thị Huyên. Dạ. Có hỗ trợ cho bé sữa là 1 triệu để thêm chút kinh phí cho bé mua sữa tã. Thì được biết thì mẹ cháu thì bị bệnh thần kinh. Đang trên giai đoạn chữa trị là chưa làm được tiền để nuôi con. Bà ngoại thì ốm đau bệnh tật ở nhà con cháu. Thì ông ngoại thì cũng bị bệnh nhưng mà vẫn cố gắng đi bán vé số, một ngày được khoảng hơn 200 tờ vé số. Ra đây. Cũng không đủ tiền trang trải, rất là hoàn cảnh là cũng là khó khăn. Vâng, con đã điện cho một mạnh thường quân tên là Đinh Thị Huyên ở thôn 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Giúp đỡ cho bé sữa là 1 triệu đồng. Cô cầm lấy cho con. Đinh Thị Huyên, 1 triệu đồng để cho bé sữa là lấy tiền. Dạ, cảm ơn cô Đinh Thị Huyên. Có cho cháu được 1 triệu để uống sữa. Cảm ơn cô nhiều. Con nhân đây cũng nè con. Khắc Long cũng là đại diện cho gia đình cô chú, đại diện cho bé sữa, cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến chị Huyên, thôn 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chúc chị qua sức khỏe, làm ăn phát đạt để có điều kiện hơn nữa để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Còn cảm ơn chị Huyên rất nhiều. Còn ở đây cháu cũng chúc cô chú giữ gìn sức khỏe. Yeah. Vâng, có điều kiện để chú còn đi bán vé số để con có tiền để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Mong rằng cô đặt tới cho có mạnh thường quân nào đó hỗ trợ giúp đỡ cô để đi khám bệnh, khám bệnh bỏ để chữa cho khỏi. Yeah. Để cô thảo được. Cảm ơn chú Hắc Long nhiều. Cũng mong rằng bé sữa này.